Có thể là cho đến bây giờ nhiều bạn cũng đã biết cái thông tin liên quan tới sàn KuCoin nói là đã bị hack và cái số tiền bị hack có thể lên tới con số là 150 triệu đô la. Các bạn thấy đây là cái thông tin chính thức được chia sẻ trên kucoin.com và dựa theo cái thông tin được chia sẻ từ sàn KuCoin thì sàn KuCoin này nói là ngày 26 tây tháng 9 vào lúc 3 giờ sáng thì đã phát hiện ra một số những cái giao dịch bất ổn và cuối cùng thì đã biết được là có một cái số lượng đồng đã được di chuyển ra khỏi cái ví hot wallet như là cái ví nóng của sàn KuCoin và trong đó chúng ta có một số là đồng Bitcoin Tuy nhiên dựa theo những thông tin mà chúng ta nhận được Thì cái số lượng Bitcoin là ít hơn Nhưng mà cái số lượng đồng mà ảnh hưởng nhiều hơn Đó chính là những cái đồng ERC20 Có nghĩa là những cái đồng token ở trên mạng lưới của Ethereum Và một số những cái token khác đã được di chuyển ra Có nghĩa là đã bị hack và lấy ra khỏi cái ví nóng của sàn KuCoin Nhưng mà sàn KuCoin đã nói ở trên những cái trang web cũng như là trên những mạng xã hội là những người nào mà bị ảnh hưởng thì không cần phải lo lắng nhiều sàn KuCoin cool sẽ bồi thường bằng cách là sử dụng cái quỹ bảo hiểm của sàn KuCoin cool cho đến bây giờ thì mới biết được là sàn KuCoin cool có bảo hiểm và chúng ta thấy được là khoảng chừng là 12 giờ 30 thì CEO của sàn KuCoin cool chính là Johnny Laiu cũng đã có một buổi livestream để mà chia sẻ một số những thông tin mà tôi nghĩ là có rất nhiều bạn cũng muốn biết cái thông tin đã được chia sẻ bởi CEO của sàn KuCoin cool thì nhiều người cho là không biết tin tức này như thế nào ảnh hưởng ra sao đối với giá cả cũng như là một số bạn thì nói là có thể đây không phải là bị hát mà là một cái vụ lừa đảo của sàn, vân vân. Cho nên thuận làm cái video này để mà chia sẻ một số những cái thông tin cũng như là một số những cái cảm nhận cá nhân của thuận về cái tình hình liên quan tới sàn KuCoin này. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì trước hết tôi thường chia sẻ một số những thông tin tóm tắt về những gì đã xảy ra trên sàn KuCoin. Sau đó chúng ta sẽ nói tới một số những cái thông tin mới nhất mà chúng ta nhận được sau khi có cái cuộc livestream của CEO của sàn KuCoin đó chính là Johnny Lai Thì các bạn thấy là tóm tắt từ cái đội của sàn KuCoin trên trang web chính thức thì nói là ngày hôm qua Ngày 26 tây tháng 9 năm 2020 thì khoảng chừng là gần 3 giờ sáng thì KuCoin nhận được một số những cái thông báo đến từ cái bộ máy báo cáo là có một cái giao dịch ở trên mạng lưới của Ethereum liên quan tới các ví của sàn KuCoin rất là đáng nghi. Đây là cái transaction ID của giao dịch đó và sau đó thì lại nhận thêm được một số những cái transaction ID từ mạng lưới của Ethereum liên quan đến ví của KuCoin cũng rất là đáng nghi. Và các bạn thấy được là khoảng chừng là 3 giờ 15 sáng thì sàn KuCoin đã có một cái đội để mà tiến hành điều tra những cái vấn đề liên quan đến là có phải là có chuyện gì bất ổn trên sàn hay là không. Và khoảng chừng là 3 giờ 20 sáng các bạn thấy được là sàn KuCoin đã ra cái quyết định và đã thi hành một số những cái điều rất là nhanh chóng. Đó chính là đóng lại những cái server để mà giảm đi những cái rủi ro. Và các bạn thấy là sau đó thì khoảng chừng một tiếng sau là 4 giờ 20 sáng thì cái đội của KuCoin đã bắt đầu là gửi những cái số tiền còn lại trên sàn đi vào những cái ví chữ lạnh và cái điều này sẽ tiến hành trong vòng vài tiếng đồng hồ kế tiếp. Thì các bạn thấy được là khoảng chừng 4 giờ 25 sáng thì sàn KuCoin đã có một cái đội để mà chuyên về điều tra những gì đang xảy ra trên sàn. Và 4 giờ 40 sáng thì lúc đó sàn KuCoin đã bắt đầu đưa ra thông báo cho những cái đối tác quan trọng của sang để cho họ biết được là có một điều gì đó, đó bất ổn đang xảy ra trên sàn. và khoảng chừng là năm giờ sáng thì cái đội của kucoin cool vẫn tiếp tục để mà gửi những cái đồng còn lại ở trên sàn từ cái ví nóng vào cái ví chữ lạnh của sang và sau đó thì sang kucoin cool cũng đã có một số những cái nhận định căn bản về như đang xảy ra và 5 giờ sáng cái thấy được là cái chuyện này xảy ra đây gần như 3 giờ sáng thì trong vòng thời gian chỉ có là hai tiếng sàn KuCoin nhanh chóng làm rất nhiều điều như chúng ta thấy là sàn KuCoin đã đóng cái server lại, bắt đầu tiến hành điều tra, di chuyển cái số tiền còn lại trên sàn vào trong cái ví nóng và thông báo cho những cái đối tác quan trọng và 5 giờ sáng nghĩa là trong vòng 2 tiếng thì đã thông báo cho những cái sàn khác như là sàn Binance, Hobi, OKX, Bybit upbit và một số những cái sàn khác để cho họ biết được chuyện gì đang xảy ra và có thể là đóng băng những cái giao dịch này nếu như mà cái số tiền này chuyển lên trên sàn của những cái sàn này sàn kucoin cool là thông báo để những cái sàn này có thể đóng băng nếu như mà nhận được cái số tiền mà bị hack từ sàn và các bạn thấy được là sàn kucoin cool đã ra một cái thông báo đó chính là bất cứ ai có bất cứ một thông tin nào liên quan đến vụ hack này thì có thể nhận được cái phần thưởng đến từ sàn là lên tới 100.000 đô bất cứ ai có thông tin liên quan tới vụ hát này thì có thể liên hệ với sàn thì sau đó các bạn thấy là chúng ta đã có một buổi livestream với lại CEO của sàn KuCoin và có một số những cái câu hỏi và một số những câu trả lời trực tiếp từ CEO thì trong đó chúng ta có một số những câu hỏi mình cũng cảm thấy là cũng rất là quan trọng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu về cái tình hình mới nhất cũng như là những bạn nào mà đang sử dụng sàn KuCoin thì bây giờ sẽ như thế nào thì đầu tiên hết là câu hỏi là tại sao lại có cái vấn đề là bị hack thì CEO của sàn KuCoin nói là tại vì cái khóa cá nhân của cái ví nóng của sàn KuCoin đã bị một người khác à, lấy được cho nên họ mới có thể lấy được cái số tiền này ra khỏi sàn KuCoin và bây giờ sàn KuCoin đã có một ví nóng khác thì nhiều bạn có thể muốn biết là tại sao mà một sàn phải có ví nóng tại sao mà không lưu trữ hết trong ví lạnh tại vì các bạn thấy được là nếu như mà cứ lưu trữ hết ở trong cái ví lạnh thì sẽ rất là bất tiện các bạn thấy được là khi mà nằm trong cái ví lạnh thì phải tốn thời gian để mà di chuyển các bạn truy trên sàn rút gửi thì sẽ tốn rất là nhiều thời gian cho nên chỉ có thể là có một ví nóng trên sàn nhưng mà cái phần để trong cái ví nóng sẽ rất là ít so với cái phần mà để trong cái ví lạnh chỉ để đủ để cho mọi người trade và rút gửi hàng ngày mà thôi thì các bạn thấy được là câu hỏi thứ nhì là những đồng nào mà đã bị ảnh hưởng trong vụ hát này thì CEO của sàn KuCoin cool nói là bây giờ là phần lớn là Bitcoin, Ethereum và một số những cái ERC20 token nghĩa là một số những cái token khác trên mạng lưới của Ethereum họ bây giờ vẫn đang tiếp tục thống kê coi những đồng nào đã bị ảnh hưởng Câu hỏi thứ ba là cái số tiền tổng cộng mà bị hát là bao nhiêu thì câu trả lời chính thức của CEO của sàn KuCoin là bây giờ là có rất là nhiều những cái ERC20 token, họ vẫn đang là thống kê coi là cái số tiền tổng cộng tính theo đô la là bao nhiêu đã bị lấy cắp trong vụ hack này. Và câu hỏi thứ tư là cái phần trăm của cái số tiền mà bị hack bị lấy mất đi so với cái phần trăm của cái số tiền trên sàn là phần trăm bao nhiêu thì dựa theo Johnny CEO của sàn KuCoin thì nói là cái số tiền mà bị hacker lấy đi từ trên sàn là một phần nhỏ của tổng cái số đồng mà sàn KuCoin có. Kế tiếp câu hỏi thứ năm là khi nào thì mới cho phép người ta gửi và rút tiền trên sàn như là trước đây. Tại vì sau khi mà cái thông tin liên quan tới sàn KuCoin bị hack thì họ đã đóng băng lại và không cho ai gửi và rút tiền ra khỏi sàn. Thì CEO của sàn KuCoin nói là bây giờ chẩn đoán là khoảng chừng là trong vòng một tuần thì trong vòng một tuần họ sẽ bắt đầu là cho mọi người có thể gửi và rút ra khỏi sàn KuCoin. Câu hỏi thứ sáu là cái bảo hiểm của sàn KuCoin có đủ để mà bồi thường cho tất cả mọi người hay là không? Thì CEO của sàn KuCoin nói là sẽ đủ. Họ đã bắt đầu có bảo hiểm này là từ năm 2018 để riêng ra để cho lỡ như mà cái sự kiện bị hack xảy ra thì sẽ bồi thường cho mọi người còn hỏi thứ bảy đó chính là những cái đồng mà bị lấy cấp từ sàn KuCoin, sàn KuCoin có thể lấy lại được hay là không? thì sàn KuCoin nói là bây giờ đang làm việc với một số những cái sàn lớn như là sàn Huobi, Binance, OKX, OK, BitMax và Bybit vân vân. thì nếu như mà cái số tiền mà bị lấy cấp mà chuyển lên những cái sàn này thì những sàn này có thể hỗ trợ sàn KuCoin bằng cách là đóng băng và gỡ cho về. nhưng mà bây giờ vẫn không có nhiều chi tiết. khi nào có chi tiết thì sàn sẽ thông báo với lại những người mà đang sử dụng sàn. Và câu hỏi thứ 8 là sau này làm sao có thể đảm bảo là những chuyện tương tự sẽ không xảy ra Thì CEO của sàn KuCoin nói là cái ví nóng cũ thì đã bị xóa đi Họ không sử dụng nữa, bây giờ họ đã có một cái ví nóng khác Và họ sẽ để thêm một số những cái cập nhật mới nhất liên quan đến là bảo vệ tài sản của người dùng trên sàn để cho giảm đi cái rủi ro này tôi nghĩ là cái câu hỏi là làm sao để mà tránh những cái sự kiện tương tự xảy ra sau này thì câu trả lời là không thể nào tại vì các bạn thấy được là sàn thì sẽ bị hát nhiều sàn bị hát rất là nhiều lần và câu hỏi không phải là sàn có thể đảm bảo không bị hát hay là không mà câu hỏi là khi mà sàn bị hát tại vì sàn thì chắc chắn là sẽ bị hát thì khi mà sàn bị hát thì lúc đó sàn đã chuẩn bị để mà bồi thường cho mọi người hay là chưa cái đó mới là câu hỏi đối với thuận và các bạn thấy được là trong trường hợp này thì cu coi nói là có bảo hiểm cho nên đã sẵn sàng để mà bồi thường tại vì họ cũng đoán được là sớm muộn gì cũng sẽ có cái sự kiện này xảy ra và các bạn thấy được là những cái sàn lớn như là Coinbase hay là Binance thì họ đều để riêng ra một số tiền hay là có bảo hiểm để mà phòng ngừa cái vụ hack xảy ra và sớm hay là muộn thì sàn sẽ bị hack và không chỉ một lần mà sẽ bị hack rất là nhiều lần. Đây là một điều mà không thể tránh khỏi. Và câu hỏi thứ 9 thì được ra câu hỏi câu hỏi này thường cảm thấy là cũng tương tự như là một người khác đã hỏi trong câu hỏi thứ năm liên quan tới gửi và rút tiền. Sàn của con chỉ nói là cho họ thêm một chút thời gian nữa và trong vòng khoảng chừng là một tuần thì có thể là từ từ gửi rút lại như là bình thường. Và còn thứ 10 là tại sao mà sau cái vụ hát này thì vẫn có một số những cái động tĩnh là di chuyển đồng ở trên sàn Có nghĩa là sau khi mà đã ngưng không cho gửi rút Nhưng mà khi mà nhìn vào cái ví của sàn vẫn thấy là có cái số tiền đi ra và đi vô Thì CEO của sàn KuCoin nói là bây giờ thì cái đội của sàn KuCoin vẫn tiếp tục thử nghiệm một số những cái gửi rút Để mà thử nghiệm cái tính an toàn của sàn những cái giao dịch đó là giao dịch từ những người mà làm việc cho sàn chứ không phải là những cái trader gửi vào rút tại vì cái trader gửi vào rút cái phần đó đã được đóng băng và cho tới khi nào mà họ mở trở lại có nghĩa là trong vòng khoảng chỉ một tuần thì đến lúc đó người ta mới gửi rút được những cái giao dịch từ cái ví bây giờ là đến trực tiếp từ cái đội của sàn KuCoin thì các bạn thấy được là sàn KuCoin đã rất là nhanh chóng thường cảm thấy là trong cái vấn đề này đưa ra rất là nhiều những cái thông tin lên trên những cái mạng xã hội có một buổi livestream để mà chứng ngang mọi người đây là một trong những cái điều rất là cần thiết khi mà chúng ta thấy những sự kiện tương tự xảy ra và các bạn thấy là cũng tương tự thôi nhớ là cái tài khoản chừng là hơn một năm thì chúng ta cũng có một cái sự kiện ở trên sàn Binance đã bị lấy mất đi khoảng chừng là 30 triệu đô la đồng BTC tổng cộng đồng Bitcoin tổng cộng thì lúc đó sàn cũng đã bồi thường là những người nào mà bị ảnh hưởng thì chúng ta thấy là sàn KuCoin cool không phải là một sàn nhỏ. Sàn KuCoin cool để chúng ta nhìn vào các bạn xếp hạng sàn ở trên CoinMarketCap thì các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào sàn KuCoin cool bây giờ là sàn đứng hạng thứ 16. Là hạng thứ 16 thì các bạn có thể cảm thấy là không có phải là một cái hạng cao nhưng mà chúng ta nhìn vào trên thế giới bây giờ hay là có biết bao nhiêu là sàn, có thể nói là cả trăm, cả ngàn sàn thì các bạn thấy được là sàn KuCoin cool đứng hạng thứ 16 là cũng là một sàn tương đối là lớn. Và các bạn cũng nên nhớ là sàn KuCoin cool này là cái sàn mà đã ra mắt vào tháng 8 năm 2017 và sàn Binance là cái sàn ra mắt là một tháng trước đó chính là tháng 7 năm 2017 và các bạn cũng nên nhớ là trước đây thì sàn KuCoin cool năm 2017 cũng rất là nổi tại vì có một thời gian sàn Binance là họ bị quá tải cho nên rất là chậm và thậm chí là muốn đăng ký thì một ngày chỉ có thể là đăng ký được một số lượng người mà thôi cho nên nhiều người đã nhảy qua những cái sàn như là KuCoin cool hay là BBOX nhưng mà sàn KuCoin với lại sàn Binance thì từ khi ra đời cho tới bây giờ là cũng coi như là thời gian ngang hàng với nhau là năm 2017, tương đối là những cái sàn mới. Nhưng mà các bạn thấy được những sàn mới này cũng đã nổi rất là lớn như là sàn Binance tuy là ra mắt năm 2017 nhưng mà bây giờ đã trở thành một trong những sàn lớn nhất thế giới. Có thể sánh ngang hàng với những cái sàn mà đã ra đời rất lâu như là Hobby Global ra đời từ tháng 9 năm 2013, Coinbase Pro ra đời là tháng 5 năm 2014. Kraken ra đời tháng 7 năm 2011 Các bạn thấy được sàn Kraken là một sàn đã ra đời rất là lâu Cùng với lại sàn Coinbase Bitum cũng vậy ra đời năm 2017 và Bitfinex ra đời năm 2012 Thì điều mình thường muốn nói với các bạn là sàn KuCoin cool là một sàn là tương đối lớn Chứ không phải là một cái sàn nhỏ Thì cái vấn đề liên quan tới sàn bị hack thì rất là dễ dàng có thể trở thành một cái thông tin phết, một cái thông tin có thể dẫn đến là giá cả dao động mạnh và đi xuống Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào giá cả của Bitcoin bây giờ thì các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào cái tình hình trong vòng mấy tiếng hồi vừa qua thì các bạn đã thấy là giá cả của BTC hầu như là không bị ảnh hưởng bây giờ vẫn còn rất là tốt các bạn thấy là 10.747 đô ở thời điểm bây giờ mà chúng ta nhìn vào thị trường crypto nói chung thì các bạn thấy được là phần lớn hôm nay Bitcoin tăng, Ethereum cũng tăng một phần bây giờ là 353 đô trong đồng Ethereum Binance cũng tăng, EOS BSV, BCS một số những đồng lớn khác và các bạn thấy được là hôm nay thì altcoin thì có đồng lên, có đồng xuống chứ không có một cái xu hướng nào rõ ràng liên quan tới altcoin Nhưng mà các bạn thấy được là trên căn bản thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, cái tin tức liên quan tới sàn KuCoin cool bị hack không ảnh hưởng đến giá cả và chúng ta thấy được một số những thông tin được chia sẻ ở trên những trang web như là Coin Telegraph thì các bạn thấy được là sau khi mà bị hack, đây là cái thống kê từ CryptoCoin cho các bạn thấy được là bao nhiêu đồng rời khỏi sàn và đây các thông tin là bao nhiêu đồng rời khỏi cái sàn KuCoin bao nhiêu đồng Bitcoin chứ không phải là altcoin cái biểu đồ này chỉ tính Bitcoin mà thôi thì các bạn thấy được là chúng ta thấy có cái số lượng lớn đồng Bitcoin đã rời khỏi sàn KuCoin và đây đương nhiên là liên quan tới cái vụ hát mà chúng ta đã nhận được ngày hôm qua và sau đó các bạn thấy được là hầu như là không có một cái đồng tính nào của Bitcoin ở trên sàn KuCoin nữa thì đây có thể là một trong những cái dẫn chứng cho thấy được là thật sự là sàn đã bị hát chứ nếu không thì chúng ta có thể là thấy nhiều giao dịch như là bình thường để thường chia sẻ với các bạn khi mà chúng ta nhìn vào những cái thông tin ở trên crypto coin như là các bạn thấy là đây là cái thông tin net flow ở trên crypto coin có nghĩa là cái số tiền đưa vào với lại cái số tiền rút ra và chúng ta chỉ nói tới bitcoin mà thôi thì đây là cái thông tin của sàn KuCoin thì trước đây Giống như chúng ta nhìn vào cái phạm vi thời gian này các bạn thấy được là có rất nhiều đợt chúng ta thấy cái số lượng lớn đồng Bitcoin được rời khỏi sàn nhưng mà sau đó các bạn thấy được là rất rõ ràng là chúng ta vẫn có rất nhiều những cái giao dịch sau đó cho nên các bạn thấy được là những cái đường màu đỏ này cho chúng ta thấy được là có những cái giao dịch ra vô và cũng tương tự các bạn thấy được là đây là cái thời điểm tháng 8 năm 2020 cũng có một ngày có cái số lượng lớn đồng Bitcoin rời khỏi nhưng mà sau đó cũng có nhiều cái giao dịch kế tiếp nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào cái tình hình trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua thì các bạn thấy được đây chính là cái đợt mà có cái sự di chuyển Bitcoin ra khỏi sàn rất là nhiều. Coi như là cũng ngang hàng với lại hồi đầu tháng 8 của năm 2020. Thì khi mà chúng ta zoom vào cái phần này để các bạn thấy rõ hơn. Thì các bạn thấy được là sau khi mà có cái số lượng lớn Bitcoin rời khỏi sàn. Thì chúng ta thấy được là hầu như là không còn một cái giao dịch nào hết. Chỉ có một số những cái giao dịch nhỏ ở trên sàn mà thôi, cũng như là CEO của sàn KuCoin đã nói, đó chính là những cái giao dịch được thực hiện bởi người của sàn chứ không phải là những người mà duy trên sàn. Cho nên các bạn thấy được đây cũng là một trong những dẫn chứng cho thấy được là có thể là sàn thực sự để bị hack chứ không phải là những cái vụ lừa đảo như là nhiều người nói. Tại vì cái sàn này hoạt động cũng đã mấy năm và các bạn thấy là có thể là kiếm được rất là nhiều tiền so với cái số tiền mà bị lấy mất đi mà bây giờ chẩn đoán là khoảng 150 triệu thì tôi cảm thấy là không có đủ để cho cái sàn này phải chịu cái danh là lừa đảo tại vì các thấy được 150 triệu này so với cái số tiền mà cái sàn kinh doanh kiếm được không phải là một cái số tiền lớn và bây giờ cái số tiền mà nằm trong ví chữ lạnh của sàn KuCoin vẫn còn rất là nhiều và các bạn thấy được là họ lại có bảo hiểm cho nên bảo hiểm cũng sẽ đền cho những người nào mà bị thiệt hại và nói về cái việc là tình hình của những cái đồng bị lấy cắp bây giờ như thế nào thì chúng ta nhận được thông tin mới nhất hồi sáng này đó chính là sàn Bitfinex và công ty Tether thì hai cái công ty này tổng cộng đã đóng bằng 33 triệu đồng USDT các bạn thấy được là cái người mà hát cái sàn KuCoin hầu như là không có hiểu rõ là đồng USDT là một đồng rất là tập trung cho nên công ty tether và sàn bitfinex hoàn toàn có thể đóng băng usdt và ngay cái bác mình cũng đã nói là một điều thú vị đây là cái người mà hát sàn kucoin cool không có biết là đồng usdt là một cái đồng mà rất là tập trung cho nên khi mà di chuyển lên trên sàn bitfinex hay là khi mà công ty tether biết được cái ví nào thì họ đã đóng băng ngay lập tức cho nên 33 triệu trong cái con số 150 triệu này đã bị đóng băng cái người mà hát sàn kucoin cool không thể sử dụng được cái số tiền này coi như là bị đóng băng 22% với tổng số tiền là 150 triệu đã bị lấy cấp đi. Còn cái số tiền còn lại thì sao? Các bạn thấy được là những cái ERC 20 token thì khó khăn hơn, tại vì bây giờ chúng ta có rất là nhiều những cái dịch vụ như chúng ta thấy được là à, sàn Uniswap đi, họ hoàn toàn có thể là sử dụng cái số tiền này, cái số tiền mà lấy cấp đi chia ra nhiều ví và thông qua Uniswap để mà lấy cái số tiền này ra. Và nếu như mà họ làm như vậy thì rất là khó để mà ngăn cản được Và nếu như mà đây là một cái vụ hát lên tới 150 triệu đô la Thì các bạn sẽ thấy được đây sẽ là cái vụ hát lớn thứ tư trong lịch sử của những cái vụ hát của những cái sàn giao dịch Cái vụ hát lớn nhất tính theo đô la đó chính là cái vụ hát của sàn Coincheck 534 triệu khi đó là Malgox là 460 triệu, Bitrail là 196 triệu và KuCoin 150 triệu. Nhưng mà trong bốn vụ hát này cái vụ hát mà có, có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với giá cả của thị trường và lúc đó chúng ta nói là giá cả thị trường phần lớn chỉ là Bitcoin mà thôi tại vì khi mà mau bị hát thì lúc đó Bitcoin là hầu như chiếm cái tỷ lệ là 89% của tổng số hóa của thị trường và khi mà sàn Mt. bị hát 460 triệu ở thời điểm đó tuy là các bạn thấy được cái số tiền là không nhiều bằng Coincheck nhưng mà ở thời điểm mà bị hát thì sàn Malgox là sàn ở Nhật Bản lúc đó là hầu như là 90% của tất cả giao dịch Bitcoin nằm trên sàn Malgox cho nên khi mà sàn Malgox bị hát thì cái sức ảnh hưởng đối với Bitcoin là cực kỳ lớn và các bạn thấy được là giá cả là lập tức đi xuống rất là nhiều cho nên cái vụ hát mà có sức ảnh hưởng lớn nhất à, từ trước tới bây giờ đó chính là cái vụ hát của sàn Malgox nhưng mà KuCoin vụ hát này tuy đứng hàng thứ tư 150 triệu nhưng mà các bạn thấy được là cái sức ảnh hưởng và giá cả là hầu như là không có ở cái thời điểm hiện tại thì một trong những điều mình thường muốn nói với các bạn là nhiều bạn hay hỏi thuận là thuận lưu trữ tiền ở đâu cho an toàn thì thuận thường, thường hay chia sẻ với các bạn là thuận sử dụng ví chữ lạnh để mà lưu trữ tiền kỹ thuật số và trong đó thuận sử dụng là hai cái loại ví đã sử dụng nhiều năm rồi đó chính là cái ví ledger và cái ví trezor thì câu hỏi kế tiếp các bạn thường hỏi thường là làm sao để mà mua những cái ví Trazo hay là là chơi này Thì Thuận không có phải là một người mà đang sống ở Việt Nam Nên cũng không có biết là ở Việt Nam là có cái nơi nào an toàn và uy tín để mà mua những cái ví chữ lạnh Và nếu như mà các bạn là một cái người mà bán ví chữ lạnh ở Việt Nam Thì hãy liên hệ với đội của Thuận Capital Bằng cách là các bạn có thể để lại comment ở phía dưới cái video này hay là các bạn có thể lên trên web thuậncapital.com Sau đó các bạn có thể là bấm vào cái trang là giới thiệu ở phần dưới Các bạn sẽ tìm thấy có một cái form các bạn điền vào Để mà liên hệ với team Thuận Capital Nếu như các bạn là một người mà có thể cung cấp những cái ví chữ lạnh Như là ledger hay là Trezor ở Việt Nam Và nếu như mà hợp lý Thuận sẽ giới thiệu cái nơi để cho mọi người có thể mua được ví chữ lạnh ở Việt Nam và ví chữ lạnh là một trong những cái cách mà các bạn có thể lưu trữ tiền kỹ thuật số được tại vì các bạn thấy được là có rất nhiều cách để mà lưu trữ tiền kỹ thuật số được như là thường đã chia sẻ với các bạn trong cái video thường nhớ là 680 dùng ví crypto nào thì các bạn có thể lưu trữ bằng ví giấy, ví chữ lạnh, ví nóng vân vân. Thì ví chữ lạnh chỉ là một trong những cách các bạn có thể lưu trữ và đương nhiên là mỗi cách đều có cái À, sự an toàn cũng như là cái sự bất tiện khác nhau các bạn sử dụng ví chứa lạnh thì rất là bất tiện nhưng mà cái tính an toàn sẽ cao hơn các bạn giữ tiền trên sàn giao dịch thì sẽ tiền lợi hơn nhưng mà tính an toàn lại thấp hơn và các bạn cũng phải nghĩ tới một số những cái rủi ro như là đương nhiên là sàn bị hát thì sẽ như thế nào và nếu các bạn lưu trữ tất cả tiền nằm ở trong ví chứa lạnh thì nếu như mà một người nào đó biết là các bạn có tiền cực số và họ vào nhà các bạn nửa đêm để mà bắt các bạn phải giao khoản cá nhân thì sẽ như thế nào cho nên một trong những điều mà Thuận nghĩ các bạn cần nên suy nghĩ đến đó chính là chia ra để mà lưu trữ có nghĩa là lưu trữ một phần trên những cái sàn giao dịch nào mà các bạn cảm thấy là có uy tín một phần lưu trữ trên những cái ví chữ lạnh và vân vân chia ra thành nhiều nơi để mà lưu trữ để cho các bạn có được cái tính an toàn và đa dạng hóa hơn đây là một cái điều mà bản thân thường cũng đang thực hiện ở thời điểm hiện tại các bạn nghĩ sao thì hãy comment ở phía dưới cái video này và như bạn có đã biết là từ đây cho đến hết ngày 28 tháng 9 năm 2020 thì có nghĩa là còn khoảng chừng 2 ngày nữa nếu như mà các bạn đăng ký chương mục Snap thông qua link của Thuận Capital các bạn sẽ được nhận 1.000 điểm Snap nếu như mà những bạn nào mà đã đăng ký rồi trước đây dưới link của Thuận Capital mà nạp 50 đồng USDT trở lên thì các bạn cũng sẽ nhận được 1.000 điểm Snap có nghĩa là một bạn nào mà mới tham gia và nạp 50 đồng USDT trở lên thì sẽ nhận tất cả là 2.000 điểm Snap Và nhiều bạn hỏi Thuận là đã đăng ký rồi nhưng mà vẫn chưa nhận được tại vì chúng ta cần phải chờ cho đến khi nào mà cái chương trình ưu đãi này hết hạn có nghĩa là sau ngày 28 tháng 9 thì các bạn trong vòng một tuần sẽ nhận được cái số đồng Star Point mà đã được hứa bởi sàn Napex và tất cả những cái thông tin sẽ nằm ở phía dưới có cái link ở phía dưới video này và sàn Napex cũng sắp sửa tổ chức một cái cuộc thi World Trading Starbucks năm 2020 và các bạn nào mà hứng thú thì cái link cũng sẽ nằm ở phía dưới video này thì ngoại trừ là sàn Napex ra thì ở phía dưới video này các bạn sẽ tìm thấy cái link sẽ dẫn các bạn đến một cái trang này sẽ là những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital như là ưu đãi của sàn Binance giảm 20%, ưu đãi của sàn Margin Bybit, sàn Coinbase, sàn Remitano và ứng dụng BlockFi. Đương nhiên, tham gia vào trading crypto thì có cái nguy hiểm rất là cao và rủi ro cũng rất là cao cho nên không phù hợp với những bài nào không chấp nhận nguy hiểm và rủi ro cao. Nhất là những bài nào mà tham gia vào trading margin thì rủi ro lại càng cao hơn cho nên các bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi mà tham gia vào trading crypto. Và các bạn cũng đã biết là thuận đâu mọi người mà chỉ thích đầu tư dài hạn và trung bình giá mà thôi và đây là những cái thông tin mà thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn